Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Em cũng rất buồn thay cho các bác anh em khi sử dụng những chiếc vang số mà được đánh giá là chất âm hay. Và thật sự là nó hay chứ không phải là nó không hay. Và nằm trong những cái bộ dàn mà các bác anh em nhìn thấy rằng là chất lượng về đẩy, về loa, về mic cũng rất là tốt. Và thậm chí còn mời cả thợ đến nhà để mà setup nhưng mà vẫn chưa hay. Thế cho nên rằng là em thì em thường xuyên chia sẻ với lại các bác anh em về vang số. Và cái vấn đề mà chia sẻ về phương pháp căn chỉnh cũng như là có một số các bác anh em có hỏi em về cái file. Thế nhưng mà thật sự mà nói thì đối với em thì em cũng chẳng tiếc về cái vấn đề mà chia sẻ các bác anh em. Nhưng mà để cho rất nhiều các bác anh em mà đang sử dụng những chiếc vang số mà hàng ngày em căn chỉnh cho các bác anh em nó đỡ vất vả hơn, thì cũng rất cần các bác anh em cần phải có cái sự chia sẻ. Cái nhất là cái nút like để cho như vậy là YouTube biết rằng những cái chia sẻ của em nó có giá trị đối với người dùng, chứ không phải là cái nút like đấy thì em sẽ kiếm thêm tiền ở những nút like đấy, mà để cho như vậy là nhiều người đam mê về âm thanh và biết căn chỉnh thì có thể là thông qua những cái video clip của em chia sẻ thì có thể là tự mình căn chỉnh những chiếc vang số mà các bạn anh em đang sử dụng được tốt hơn. Có rất nhiều các bạn anh em ở các tỉnh rất là xa ở miền Nam cũng gửi vang số đến cho em, vừa tốn kém về cái tiền công setup cũng như là về cái tiền cước. Thế cho nên rằng là cái nút like hay là một cái chia sẻ thì sẽ giúp được nhiều anh em mà đang sử dụng những cái dòng vang số rất là hay, nằm trong những cái bộ dàn karaoke cũng chất lượng mà cuối cùng nó không hay. Các bác anh em chia sẻ thì có rất nhiều các bác anh em sẽ được biết đến những cái phương pháp chia sẻ về phương pháp cài đặt cũng như là các cái thông số mà em hàng ngày em căn chỉnh vang số thì em chia sẻ với lại các bạn nha. Thì cái này nó cũng là một cái mà em cũng có những cái suy nghĩ là các bác cũng nên có những cái suy nghĩ như thế, mang chất cộng đồng để cho nhiều anh em có thể là nắm bắt được để mà tự mình căn chỉnh được tốt hơn. Thì đối với chiếc vang số mà căn chỉnh được full chức năng ấy, thì khi mà em mà chia sẻ với các bạn anh em thông qua phần mềm bằng những cái giao diện ở trên phần mềm thì nó có những cái mục giả dụ như cái mục này là cái mục music này. Đây là chiếc vang số DK đa giang kinh 8600 và nó tương đồng với lại dòng vang số X8 hàng bãi hai đường mic riêng biệt. Thì đây là nó bằng tiếng Trung thôi, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta cũng sẽ biết được rằng là đây là phần music. Thì đối với em thì em làm trên phần mềm thì kể cả tiếng Trung hay tiếng Anh hay tiếng gì thì em vẫn là luận ra. Thế còn ở trên mặt máy thì các anh em có thể là căn chỉnh thông qua các phím chức năng ở trên mặt máy và nó bằng tiếng Anh. Kể cả là cái chữ ở trên phím cũng như là hiển thị trên màn hình nó bằng tiếng Anh thì các bác sẽ nắm được. Giả dụ như cái phần music, đây là cái phần music này, phần mic A này, ở đây là mic A này, đây là mic A, đây là mic B, đây là mic B, đây là phần effect này, đây là phần effect. Thì khi mà em chia sẻ với các anh em thì như vậy là em sẽ giới thiệu các cái mục nào mặc dù nó bằng tiếng Anh, tiếng Trung thôi, nhưng mà em sẽ giới thiệu để cho các anh em nắm được đâu là phần gì vật, đâu là phần e cho, đây là phần main này. Thì với một cái phương pháp căn chỉnh như thế này, một cái chất âm mà em test thử ở trên phần mic thì có lẽ rằng là thợ đến nhà cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, bởi vì cái vấn đề mà hiểu biết về chức năng là một chuyện, còn cái vấn đề về thẩm âm nữa và làm một cái chế độ effect mà nó mang chất là có cái sự tương thích cao thì đây nó cũng đòi hỏi một cái kinh nghiệm cũng như là phải là thử nghiệm ở trên thiết bị cũng như là trên mic. Thì các bác thấy rằng là đây là cái phần cái quan trọng nhất của một chiếc vang số là cái phần effect. Thì cái phần effect căn chỉnh như thế này thì các bác nghĩ rằng là liệu quang có sử dụng được hay không. Và đây là cái phần main, đây là cái phần main. Thì bây giờ em sẽ thử một cấu hình thôi, chứ còn 3-4 cấu hình thì nó cũng đều tương đồng như này hết, đều nó cũng tương đồng như này hết. Thì em thử một cái cấu hình cũ để cho chú em này chú có thể là nghe được là giữa cái cũ và cái mới nó như thế nào. Thì đây là cấu hình cũ này. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 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
bộ giản có bao nhiêu tiền cũng thế thôi, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
nhiều các bác anh em này thích vang số, thế nhưng mà vang số nó hay, nhưng mà cái vấn đề căn chỉnh chiếc vang số nó là một cái vấn đề phải nói rằng rất nan giải, rất nan giải. Đây là cấu hình số 2 này, các bác có thể thấy được rằng là đây là cấu hình số 2. Đây là cái phần mic này, phần mic A này, phần mic B này, phần effect này, phần main này, các cổng xuất ra đây. Bây giờ sẽ thử cái chất âm của cấu hình số 2 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2. Mặc dù em cố alo tiếng mic để cho nó có cái độ thanh thoát, để kiểm tra được cái độ nhẹ, độ bay, độ thoát, nhưng mà phải nói rằng nặng cũng đúng thôi. Chú này chú có nói có cảm nhận rằng là mic hát rất là bí tiếng, thì cái phần effect làm chưa tốt thì nó thế thôi. Và bây giờ các bác sẽ nghe thử cái cấu hình dễ hát này đi. Và tí nữa em sẽ chia sẻ với các bác anh em về cái cấu hình này, để các bác anh em có thể là nắm bắt được, để tự mình căn chỉnh chiếc vang số này nó được tốt hơn. Một chiếc vang số hàng bãi, nó là X8 hàng bãi. Bây giờ sẽ là cái cấu hình mà các bác sẽ nghe. Đây là phần music này, đây là phần music, đây là phần mic này, phần mic, kể cả tí nữa em đưa nó về chế độ bypass thử chất âm thì các bác cũng nghe được là nó thế nào. Cái quan trọng chúng ta sẽ làm được cái effect hợp lý, effect mà nó có độ tinh tích cao thì có lẽ rằng là nó sẽ giải quyết được vấn đề. Và bây giờ các bác sẽ nghe được cái chất âm và cái cấu hình mà em đã làm sơ sơ ở trên chiếc vang số này. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 1 1 2 1 1 2 4 1 7 7 2 3 5 1 1 2 4 1 7 7 2 3 5. Kể cả là đưa nó về chế độ bypass, bây giờ em đưa về chế độ bypass này, ở cái phần mic này, vào phần main cũng đưa nó về chế độ bypass này. Đây là phần main này. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 1 1 2 4 4 7 7 2 3 5 1 1 2. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ các bác anh em một cái cấu hình để cho các bác anh em có thể là áp dụng được này. Và kể cả là để về chế độ bypass vẫn có thể là dùng tương đối tốt. Bây giờ là cái phần mic, cái phần music thì các bác thấy rằng là vẫn là cái phong cách mà giảm trung trầm. Đây là phần music này, đây là phần music. Các bác thấy rằng là vẫn giảm trung trầm, vẫn giảm trung cao và tăng check này. Phần mic này các bác có thể tham khảo các thông số mà em đã căn chỉnh ở cái phần mic ở trên chiếc vang số này. Đây là cái giải thấp này, cắt tần số thấp này, cắt tần số thấp này, giải thấp này, giải thấp, giải thấp, giải cao này, các bác có thể tham khảo, các bác có thể tham khảo. Đây là phần mic này, đây là phần mic, đây là chiếc vang số mà chất âm khá là hay, nhưng mà cái việc căn chỉnh để cho nó hay thì nó là một cái vấn đề. Và ở trong phần effect này các bác có thể là tham khảo ở khu vực từ đây đến đây, nó cũng giống như dòng x3 x5 x6 x7 thôi, nó cũng giống như x3 x5 x6 x7. Hai cột bên này nó là căn chỉnh về hiệu nghe cho này, hai cột này là căn chỉnh về hiệu nghe cho, các bác có thể áp dụng thông số đây. Đây là một cấu hình dễ hát. Và hai ô bên này là căn chỉnh về hiệu ứng di vợt này, hai ô bên này là căn chỉnh về hiệu ứng di vợt, hai ô bên trái là cho, hai ô bên phải là di vợt này. Và đây là cái giải quay dơ này, đây là giải quay dơ, và đây là cái phần main này. Thì các bác có thể tham khảo về cái tỷ lệ cho di vợt, cũng như là về cái compressor, về compressor tỷ lệ cho dì vợt. Đây là tỷ lệ cho dì vợt này, đây là chế độ compressor này, và đây là cái giải quay dơ này, đây là giải quay dơ. Thì với một cái cấu hình như thế này thì kể cả các bác và anh em để về chế độ bypass vẫn có một chất âm nó cũng khá hay. Thì hôm nay nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số DK King 8600
và cũng là dòng vang số X8 bằng bãi, thì em lại chia sẻ các bác anh em một cái cấu hình để cho các bác anh em có thể áp dụng được và cho nó đỡ vất vả. Chứ đôi khi các bác anh em sử dụng chiếc vang số khá hay, ghép với những cái bộ dàn nó cũng khá là tốt, thế nhưng mà chất âm nó không hay, thì đây cũng là một cái mà các bác có thể là áp dụng được cái cấu hình mà em vừa chia sẻ với các bác anh em, để các bác anh em có thể là tự mình căn chỉnh chiếc vang số DK 86 cũng như là dòng X8 2 đường mic này nó được tốt hơn.